điểm của một quả bưởi thế nào là quả bưởi ngon một quả bưởi ngon đó, trước hết là quả bưởi nó tròn à, chín tròn căng và các cái mũi nó cân cái thứ hai nữa là cái tôm của bưởi á nó phải rảo tôm cái tép của nó là phải mong nước khi ăn nó tan hoàn toàn trong miệng và không để lại bạ không có vị đắng vị hè ít và có vị ngọt thanh và đồ boric nó, nó thương thương nó để đảm bảo được khoảng trên từ 14 chấm đến 16 chấm là có bưởi rất là ngọt rồi và nó cũng đảm bảo được là rất là tuyệt vời đối với với cái cái, cái, chỉ chỉ số để đánh giá cái độ ngon của quả bưởi thì đấy là những nét lưu ý để chúng ta có thể chọn được một cái quả bưởi ngon đây là một quả bưởi đã chín và mình sẽ thu hoạch quả bưởi này nhá ôi rồi đây quả bưởi như thế nào là một quả bưởi chín một quả bưởi chín phải là một cái quả bưởi nó có cái đủ thời gian từ 8 đến 9 tháng khi quả bưởi chín thì thân quả bưởi á nó các cái vai của quả bưởi nó sẽ được nở ra như thế này và cái phần đi của bưởi nó sẽ lõm vào Cả cái túi tinh dầu của quả bưởi nó giãn nở ra và nó 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 căng thì đó là dấu hiệu của một quả bưởi chín. Và một cái quả bưởi khi chín á thì sẽ có rất nhiều cái cái, cái sản phẩm có thể để để um, có thể uh, chế bị uh, đi kèm với quá trình nó một là ăn tươi. Uh, cái quả bưởi ngoài cái giá trị tâm linh là con có thể thơ cũng rất là tâm linh mọi người rất là thích. Hai là có thể ăn tươi, có thể dùng uh, cái, cái 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 bưởi này để chế biến một số món ăn như là gà nôm bưởi hoặc là gà nâm với bưởi và rất là nhiều cái sản phẩm uh, có thể lấy vỏ bưởi này có thể là chiết xuất tinh dầu bưởi để có thể xịt làm uh, chống muỗi hoặc là các cái dòng sữa uh, tắm dầu gội liên quan đến 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 vỏ bưởi này đều rất là tốt còn đặc biệt là một, một cái cái đặc thù là nó rất là thích đó là sản phẩm này sẽ được uh, ăn tươi cũng như là là là, là À, một cái sản phẩm mà có giá trị dinh dưỡng rất tốt trong các phong trì các cái bệnh về tiểu đường cũng như là các cái cái cái, cái, sản phẩm mà mỗi những cái, người về ăn kiêng rất là ưa thích đấy một sản phẩm rất tốt và mình sẽ bổ cái trái bưởi này ra mà kể cả bổ trái bưởi cũng rất nhiều cách bổ có người thì thích gọt vỏ à, đều toàn thân rồi sau đó gọt cả cái 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 phân vỏ vỏ bên trong có người thì thích gọt theo hình mũi bưởi thì đối với cây bưởi các cái dòng bưởi thì cơ bản Đấy là các cái dòng quả mà có cái số lượng mũi nó khoảng 13 đến 14 mũi và à, mỗi mũi thì dòng da xanh thì nó rất ít hạt nhưng đối với cái dòng bưởi bản địa bình thường thì nó khoảng từ 13 đến 14 hạt trên một mũi và đặc điểm của một quả bưởi thế nào là quả bưởi ngon một quả bưởi ngon trước hết là quả bưởi nó tròn à, chín tròn căng và các cái mũi nó cân cái thứ hai nữa là cái tôm của bưởi á nó phải rảo tôm cái tép của nó là phải mong nước khi ăn nó tán hoàn toàn trong miệng và không để lại bạ không có vị đắng vị hè ít và có vị ngọt thanh và đồ boric nó, nó thương thương nó để đảm bảo được khoảng trên từ 14 chấm đến 16 chấm là có bưởi rất là ngọt rồi và nó cũng đảm bảo được là rất là tuyệt vời đối với với cái, cái cái cái, chỉ, chỉ số để đánh giá cái đồ ngon của quả bưởi thì đấy là những nét lưu ý để chúng ta có thể chọn được một cái quả bưởi ngon trên thị trường cũng như là chọn được quả bưởi mà, mà mà phù hợp với mình thì đặc điểm của trái cây là tính mua vụ rất là cao trong nông nghiệp cho nên là mùa nào thức nấy thì bà con mua bưởi thì bà con, bưởi, bà con ăn bưởi mua cam bà con ăn cam mua xoài thì ăn xoài đó là cái tốt nhất và nó thuần với tự nhiên và để cho nó có bưởi ngon thì không có gì khác là phải lưu ý những nét cơ bản mà mình đã hướng dẫn để chúng ta có một cái quả bưởi tuyệt vời để có thể thắp hương cho tổ tiên hoặc là có thể dùng cho gia đình xin cảm ơn Ừ, ừ này. mũi mà tư lại phân giữa để mà bảo. Ủa căng này Chị ừ, nữa mà rồi rồi Không, không cần để 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 mà bóc để mà bóc lên gọt rồi rồi không lấy bóc được đã bóc hẳn để nó bóc hình bung hóa mà cái còn cái đít cho con gì nữa Nó ừ, phải để phân dưới Để là mục đích là gì để... Bây giờ mình sẽ review mọi người về cách ừ, bóc một quả bưởi à. à. Thì quả bưởi ta có thể gọt vỏ để cho nhanh Thì ta có thể là bóc theo hình uh, Rạch cả cái đường Theo cái chiều dọc của quả bưởi Theo hình mũi á Thì ta sẽ có hình mũi bưởi Thì ta sẽ dễ dàng bóc cả cái trái bưởi này, này. Rất là nhanh chóng thì một quả bưởi khi chín á thì bao giờ ta cũng bóc rất là dễ dàng và cái cái phần vỏ bưởi là dễ dàng ra khỏi thở cái cái quả và từ đấy chúng ta sẽ có các cái cái, cái mũi bưởi ngon lành sẽ được hiện ra trước mắt chúng ta đây, đây mình sẽ giới thiệu mọi người đấy là một cái sản phẩm mà khi mọi người khi đến farm sẽ được trải nghiệm à, trồng chăm sóc cũng như thu hoạch và một cái nét mà ai cũng thích đó là được thưởng thức những cái trái bưởi thơm ngon Từ mình thu hoạch và trực tiếp thu hái đó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời của của du khách khi về biển hòn mát và đã tạo ra những cái ấn tượng rất là tuyệt vời thì tất cả những các bạn làm farm đặc biệt là các bạn làm farm stay thì việc uh, hiểu biết và trồng và canh tác các cái giống cây ăn quả và tạo ra các sản phẩm thu hoạch uh, tươi cũng như sơ chế chế biến tài farm là những cái điều không thể thiếu được trong cái mô hình du lịch trải nghiệm du lịch cánh đông mình sẽ bóc cái quả bưởi này ra để cho mọi người cùng thưởng thức cùng với mình à, đây là quả bưởi khi mà mà mình thu hoạch xong thì trong cái, cái thiên nhiên thì bao giờ nó cũng tạo ra những hoa thơm quả ngọt giúp cho chúng ta có được một cái cuộc sống đủ đầy à, với những cái 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 đủ như ta mong muốn và đây là một cái sản phẩm tại bưởi tươi mình thu hoạch và mình sẽ chịu khó thưởng thức được để giới thiệu mọi người nha ngon hết thầy luôn thì mọi người rất ngon đây, mời mọi người thưởng thức nào ừ uhm, à mời mọi người nha cả bưởi đã vào đường chín rất là ngon xin cảm ơn